xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay kênh Giã Sử Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết audio lịch sử Chiến tranh Điện Biên Phủ, cao điểm cuối cùng. Sự có mặt của Trung đoàn trưởng trên đồn địch trong giờ phút gay go của trận đánh đã củng cố lại tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Dưới sự chỉ huy khôn ngoan của Trung đoàn trưởng, hai trung đội đi theo anh đã vượt qua cửa đột phá vào đồn hầu như nguyên vẹn ngay sau đó hai đợt phản kích của địch từ hầm ngầm ra đã bị quân ta đánh lui trung đoàn trưởng đi từng đường hào động viên các chiến sĩ đảo công sự đề phòng địch tiếp tục phản kích và lệnh cho các cán bộ tổ chức lại bộ đội thu thập bộc phá còn nằm giải rác ở các nơi buổi tối sẽ tấn công địch tất cả những lực lượng còn trong đồn và mới tiếp viện dồn lại chỉ được hai đại đội chắp vá sộc sệt Phần đông là tân binh, mệt mỏi nhiều sau những đợt chiến đấu. Đêm đó, trung đoàn trưởng tổ chức họ thành hai mũi tiến đánh vào phía đông hầm ngầm. Ta không dùng pháo, bí mật đem bộc phá vào đặt cạnh hầm. Khối bộc phá lớn tới 80 cân. Trung đội trưởng cương chỉ huy một tiểu đội làm nhiệm vụ này. Khối bộc phá nổ như tiếng sét trên đồn địch, nhưng chỉ 15 phút sau, địch lại như những bóng ma hiện ra từ hai hướng nam và bắc dùng tiểu liên và lựu đạn phản kích rất mạnh. Trung đoàn trưởng phải trực tiếp chỉ huy bộ phận súng cối cỡ nhỏ trận địch và ra lệnh cho các đơn vị quyết không để chúng cướp lại trận địa của ta. Cuộc chiến đấu rằng co suốt đêm. Gần sáng, địch đưa thêm nhiều viện binh từ Mường Thanh lên. Lực lượng tại yếu dần. Trung đoàn trưởng phải ra lệnh cho bộ đội rút về trận địa phòng ngự ban ngày ở phía đông đồn địch. Sáng hôm nay, chắc bọn địch nhận thấy lực lượng của ta trên đồn còn ít, từ phía hầm ngầm, có nhiều triệu chứng địch lại sắp phản kích. Dưới chiến hào, thương binh, tử sĩ chặt như nêm, số người còn chiến đấu được kể cả cán bộ chiến sĩ, chỉ còn trên một trung đội. 8 giờ sáng, trung đoàn trưởng triệu tập những cán bộ còn lại tới một chiếc ụ súng bằng gạch ở gần cửa đột phá đã bị đại bác bắn sạc một góc. Sau khi nhận định tình hình chiến đấu, trang chăm chăm nhìn thẳng vào mặt từng người rồi hỏi các đồng chí thấy thế nào vẫn cái giọng dề giả quen thuộc hàng ngày cái lối nói mà một số cán bộ thường gọi là kiểu bố già cái lối nói thẳng thắn đầy tình thương không bao giờ có gai có ngạnh ấy nhưng lúc này mọi người cảm thấy nó đượm một vẻ gì khang khác như sự mỉa mai thử thách quân đã trở về với sự hoạt bát của anh ta trong những lúc chiến đấu anh xòe ngửa lòng bàn tay trước ngực gạt sang hai bên rồi nói phải tổ chức trận địa phòng ngự anh nhạc. À. Công sự của địch đều bố trí hướng ra cả ngoài đồn. Ta không sửa lại, thành mỗi lúc địch phản kích, đánh rất khó. Tôi thấy phải ra lệnh cho anh em sửa lại công sự đánh sập tất cả những lỗ châu mai hướng về phía ta. Đào lỗ châu mai mới quay về phía hầm ngầm. Những chỗ hào nông quá, ta bảo anh em khoét thêm. Ta giữ chắc lấy đây, anh xin tiếp viện thêm một ít quân và bộc phá. Đêm nay, ta lại mật tập chuyến nữa. Trong khi nói bàn tay anh không ngừng cử động Thì lúc hắt sang trái Lúc thì đưa sang phải Lúc thì khua tròn Đại đội trưởng khỏe nói tiếp theo quân Tôi có ý kiến thêm là khi địch đánh ra Mình cũng phải đấu nhau lại mà đánh Quân mình đã ít lại cứ để nó đánh nơi nào Thì nơi ấy chịu cứng như mấy ngày vừa qua Tôi thấy không được Ta có tổ chức trận địa phòng ngự Cũng cứ nên bám thật sát địch Ở xa chỉ tổ ăn pháo của nó khỏe nói xong lại ngồi lầm lì không nhúc nhích như những khi có mặt cấp trên trong các buổi bàn bạc bà công việc người ta có cảm tưởng anh không phải là người vừa phát biểu xong người khỏe sút hẳn má hóp lại làm đôi gò má cao thêm nhô lên tròn như quả táo khói thuốc súng hình như tụ lại trên mặt anh người không hiểu anh nhìn anh lúc này thật dễ sợ chính trị viên thọ lo lắng từ giờ đến chiều không thể đưa thêm thương binh ra ngoài tất cả các đồng chí chiến đấu ở khu vực nào thì chú ý làm công tác chính trị với những anh em thương binh trong khu vực đó trời nắng to hầm hố sập cả thuốc không có nếu chúng ta không động viên anh em cho tốt thì ảnh hưởng ngay đến những anh em đang còn chiến đấu các đồng chí nên nhắc lại quyết tâm của tổng quân ủy và động viên ý thức giai cấp của từng người nếu biết được ai là đảng viên nên tổ chức anh em lại sinh hoạt với nhau trên tinh thần đảng nhưng một số người cán bộ chính trị trước khó khăn nói bao nhiêu cũng vẫn thấy là chưa đủ. họ còn muốn nói nữa nhưng anh nhớ ra lúc này không thể giải lời anh vội im đôi mắt chớp liền mấy cái trung đoàn trưởng vừa nghe mọi người nói vừa đăm đăm nhìn vào mặt tiểu đoàn trưởng quỷ hai mắt anh ta như lác đi hai tay bó gối đầu cúi xuống không nhìn ai thỉnh thoảng chỉ thấy anh ta đưa mắt ra phía cửa hầm trang hỏi còn ý kiến của chủ công thế nào quỷ cười không tự nhiên gần như mếu chủ công còn quân đâu tôi cũng đồng ý tổ chức phòng ngự ở đây tối tiếp tục tấn công nữa nhưng anh em xem chừng mỏi mệt lắm rồi phải tích cực đề nghị trên điều thêm lực lượng anh còn định nói nữa nhưng lại thôi cuộc họp không thể kéo dài nét mặt trung đoàn trưởng không vui tình hình có khó khăn tôi đồng ý với các đồng chí nhưng ta là đảng viên là cán bộ ta phải quyết tâm để làm thay đổi tình hình các đơn vị bạn đánh đổi c đổi d đổi e họ làm xong nhiệm vụ cả rồi chỉ còn ta ở đây nếu không nói là thi đua với họ nữa thì ta cũng phải nghĩ mình không giải quyết xong cao điểm này sẽ ảnh hưởng tới tình hình chung của mặt trận lúc đó khó khăn này chính là lúc thử thách lập trường quan điểm của chúng ta Tiếng nói của trung đoàn trưởng đang rề rà bỗng đanh hẳn lại. Quyết tâm của tôi thế này, tất cả các đơn vị còn lại chia làm ba bộ phận, tổ chức phòng ngự trên ba mặt để đánh quân địch phản kích. Đồng chí khỏe phụ trách một tiểu đội ở cánh trái, đồng chí quỳ phụ trách một tiểu đội ở cánh phải. Tất cả anh em còn lại ở vị trí đồng chí quân tại chính diện. Đồng chí thọ đặc trách công tác thương binh, tổ chức những anh em còn chiến đấu được thành một phòng ngự ở phía sau. Sở chỉ huy trung đoàn ở tại ụ súng này. Khi một mặt bị tấn công, tất cả các mặt kia phải gánh tạc vào sườn hay là vòng về phía sau mà sửa lưng nó, không lùi nửa bước. Vẫn theo nếp làm việc mọi khi, nêu quyết tâm xong, trung đoàn trưởng hỏi: "Ý kiến các đồng chí thế nào?" Chỉ có quân nói: "Tôi thấy cần chú ý khi một mặt bị tấn công, các mặt bên kia phải đánh tại sườn chúng nó ngay, lực lượng của chúng ta còn rất ít." bây giờ thành mệnh lệnh, các đồng chí về thi hành, trang kết thúc cuộc họp. Nửa giờ sau đó, địch liên tiếp phản kích. Mặt chính do tiểu đoàn phó quân phụ trách bị tấn công nhiều nhất, trung đoàn còn nắm trong tay một khẩu súng cối 60 ly với gần chục viên đạn. Anh cân nhắc từng viên nhưng cũng đã sử dụng đến viên đạn cuối cùng. Quá chưa, tiểu đoàn phó quân chạy về trước cửa hầm anh. Báo cáo anh Trang, tôi hết quân rồi, anh cho lui về dưới này giữ thôi Trên ấy mặt đổi phẳng Giao thông hào bị vỡ cả Khó lắm Trung đoàn trưởng chưa trả lời thì quân đã nói tiếp Buổi sáng phổ biến như thế rồi mà khi tôi bị tấn công Bên phía đồng chí quỳ không đánh phối hợp lần nào cả Trung đoàn trưởng lặng lặng bước ra khỏi hầm Anh đưa một cánh tay lên trên ụ súng nhìn về phía đỉnh đồi Nhận thấy mình quân địch đẩy lùi đến giáp cửa đột phá Anh nhìn về phía cánh phải mặt xa sầm xuống giữa lúc ấy ở phía này có tiếng tiểu liên nổ gian và tiếng chân người chạy dồn dập tiểu đoàn trưởng quỳ cúc ngực áo chấn thủ mở tung hiện ra ở đường lượn giao thông hào anh ta đang cắm cổ chạy không nhận thấy trung đoàn trưởng mặt trận vỡ rồi trăng trang quát quỳ chạy đi đâu người tiểu đoàn trưởng nói không ra hơi tôi về lấy quân tiếp viện đứng lại đã Trung đoàn trưởng rời khỏi súng tiến ra mấy bước đứng chặn trên đường anh ta đang chạy. Nhưng quỳ bỏ đường hào, chống tay nhảy lên mặt đồn, lao nhanh về phía cửa đột phá. Đằng sau hắn một cố chiến sĩ hùa chạy theo. Tình hình đã rõ ràng, trung đoàn trưởng rút súng ngắn. Anh chưa kịp kết liễu đời tên hèn nhát, bọn địch đuổi theo đã gần ập tới. Anh phải quay mũi súng về phía địch. Tiểu đoàn phó quân giang chân giang tay đứng giữa hào cản các chiến sĩ lại, chạy đi đâu thế này tiểu đoàn trưởng cho lệnh rút một vài người nhảy qua tay anh anh thét lên tất cả dừng lại chiến đấu chàng bắn hết băng súng ngắn vào những tên địch đang chạy đầu anh quàng súng ngắn cầm một khẩu tiểu liên đứng thẳng giữa hào thân hình cao to vững trái của anh chùm kín trước mặt những người đang cắm đầu chạy tiếng nói của anh rền vang như tiếng cồng tôi là trung đoàn trưởng ra lệnh tất cả mọi người từ cán bộ đến chiến sĩ phải ở nguyên vị trí quay lại cản địch tập trung lựu đạn ném địch đang xô tới rất đông anh bắn một băng tiểu liên vẫn không cản được chúng anh cúi xuống hào nhặt một ống phóng lôi tháo nhanh kiếp nhảy lên giao thông hào dùng hết sức lăng mạnh về phía địch một ánh lửa đỏ lóe tiếng nổ dậy như bom những chiếc mũ sắt địch bay lên ống phóng lôi của trung đoàn trưởng đã cứu vãn tình hình. Các chiến sĩ đang chạy quay lại rút lựu đạn ném tới tấp về phía địch. Tiểu đoàn phó quân nắm thời cơ nhảy lên miệng hào hô to. Xung phong. Thương binh nằm dưới chiến hào cũng hô theo vang dậy khắp nơi. Bọn địch hoảng sợ, quay trở lại. Quân đuổi theo địch chừng răm trục thước, nhìn phía sau, thấy chỉ có một chiến sĩ chạy theo mình, phải dừng lại khi quân quay về ụ súng gạch ở gần cửa đột phá anh nhận ra trung đoàn trưởng đã bị thương một viên đạn sượt chán anh máu vẫn chảy ròng ròng trên má quân băng vết thương và dìu trung đoàn trưởng vào hầm một lát sau đại đội trưởng khỏe và trung đội trưởng cương giữ phía trái sau mấy đợt chống cự địch phản kích cũng hết quân quay về hầm trung đoàn trưởng xin chỉ thị máy điện thanh của trung đoàn trưởng đem theo đã hỏng vì đại bác dây điện thoại liên lạc với bên ngoài đều bị cắt hết lực lượng chiến đấu trong đồn hầu như không còn gì mấy người đang ngồi trao đổi thì một cán bộ trung đội chạy tới cửa hầm báo cáo đồng chí quân đạn và lựu đạn gần hết cả rồi làm thế nào quân chưa biết giải quyết sao thì trung đoàn trưởng đã chậm rãi con nhà nghèo đánh nhau mãi rồi có phải bây giờ mới đánh nhau đâu trước kia súng đạn đâu mà vẫn đánh được nằm ngay trong đồn địch mà lại kêu hết đa nà. Những tiếng nói của anh kéo dài, khể khà, không ra nói với mình, cũng không ra giả nhời câu hỏi của người cán bộ trung đội. Nhưng người cán bộ này bỗng cúi mặt lúng túng ngượng nghịu. Anh không nói gì thêm nữa, lùi ra. Trung đoàn trưởng ngồi xếp bằng tròn giữa hầm, đầu bịt băng trắng. Mặt anh không gầy đi mà lại hơi nể ra. Trông anh lúc này vững chắc như một pho tượng, mấy cán bộ ngồi quê bên anh có lúc cảm thấy như trung đoàn trưởng không phải đang ngồi giữa một trận đánh ác liệt. Tình hình khó khăn, nhưng dù thế nào ta cũng phải giữ cửa đột phá. Nó là bàn đạp để có tiếp viện là lại tiếp tục đánh nữa. Quyết tâm của tôi thế này, với lực lượng tất cả chúng ta còn lại, ta tổ chức phòng ngư ở đây, giữ chắc lấy cửa đột phá, không để địch chiếm lại một mặt cử người ra ngoài xin chỉ thị của Đảng ủy trung đoàn và đại đoàn. Các đồng chí thấy thế nào? Mấy người đều đồng ý, Trang suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Về mặt chính quyền, tôi là người trực tiếp chỉ huy các đồng chí. Về mặt đảng, chúng ta phải thành lập ngay một chi bộ đặc biệt thay mặt Đảng ủy trung đoàn. Tôi ủy nhiệm đồng chí Thọ đứng ra tổ chức và chỉ định đồng chí Thọ làm bí thư. Chỉ 10 phút sau mà có lẽ không đến cũng tại cụ súng bằng gạch mặt quay về đỉnh đồi đã bị đại bác bắn sập chắc kẻ địch tưởng ta không còn ẩn náu bên trong được nữa cũng vẫn những người ấy lại họp với nhau chỉ khác hơn một chút lần này có mặt thêm hai người nữa trung đội trưởng cương và một đồng chí liên lạc họ vẫn trao đổi về những điều đã thống nhất trong cuộc họp trước nhưng không khí tự nhiên nghiêm trang hơn đây là cuộc họp của những người đảng viên bàn cách thực hiện nhiệm vụ mà đảng ủy cấp trên đã giao cho họ Chính trị viên đại đội Thọ nói: Theo chỉ thị của đồng chí đại diện Trung đoàn ủy chúng ta thành lập một chi bộ đặc biệt để lãnh đạo cuộc chiến đấu. Tôi được chỉ định đứng ra tổ chức và làm bí thư. Tôi xin tuyên bố đây là cuộc họp của chi bộ. Tình hình chiến đấu như các đồng chí đã biết đang gặp khó khăn, lực lượng ta còn ít, anh em thương vong nhiều, thương binh chưa đưa ra ngoài được, địch lại liên tiếp phản kích. Trên đã chỉ thị cho tao phải giữ vững cửa đột phá này không để địch chiếm lại, buổi tối tiếp tục đánh nữa. Để thấy quyết tâm của trên, tôi đề nghị với các đồng chí mấy điểm. Thứ nhất, chúng ta sẽ chia nhau đi tìm các thương binh nhẹ và thu thập vũ khí, đặc biệt là lựu đạn, về tập trung ở đây để tổ chức chiến đấu. Với thương binh nặng, chúng ta động viên anh em giữ vững tinh thần, không kêu la làm ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, chúng ta sẽ cử ra một đồng chí chịu trách nhiệm mang báo cáo về cho trung đoàn. Thứ ba, nếu địch đến, mọi người chúng ta từ cán bộ đến chiến sĩ đều cầm vũ khí chiến đấu, còn một người cũng không để cửa đột phá lọt vào tay quân địch. Tôi xin nêu ba điểm như thế để chi bộ góp ý kiến. Cương giơ tay xin nói, các ý kiến của đồng chí bí thư tôi đều tán thành. Tôi xin đem báo cáo về trung đoàn. Trang chăm chú nhìn Cương rồi hỏi, có phải đồng chí chỉ huy đánh bộc phá đêm hôm qua không tôi thấy nên giao việc đem báo cáo cho đồng chí khác đồng chí cương ở lại để chuẩn bị đêm nay tiếp tục đánh hầm ngầm cuộc họp kết thúc rất nhanh các ý kiến của thọ đưa ra đều trở thành nghị quyết của tri bộ riêng việc đưa báo cáo về trung đoàn tri bộ đồng ý giao cho đồng chí liên lạc anh ta nhét mảnh giấy nhỏ của trung đoàn trưởng vào túi áo ngực Đổi đôi giày đã bể của anh lấy đôi giày còn lành lặn của chính trị viên đại đội thọ, rồi buộc túm ống quần lại. Trước khi anh chạy đi, trung đoàn trưởng nắm tay anh, nhìn vào cặp mắt có đôi con ngươi màu vàng trong như thủy tinh, cặp mắt của những người miền núi, dặn thêm: "Nếu bị thương nhẹ thì đồng chí cố gắng đi đến nơi, nếu bị thương nặng, đồng chí phải làm thế nào giao báo cáo này cho một người khác, thương binh cũng được." bảo họ tìm mọi cách đưa báo cáo này về cho chính ủy trung đoàn và hoàn thành nhiệm vụ rồi đồng chí ở nhà nghỉ ngơi không cần quay lại đây nữa trung đoàn trưởng nghĩ rằng anh ta không thể gặp may đến hai lần anh không muốn người liên lạc sau khi đã làm tròn nhiệm vụ khó khăn này lại hy sinh họ chia nhau đi các đường hào sau khi được cán bộ tới nói lại tình hình và nghị quyết của chỉ bộ tiếng rên la của các thương binh dịu hẳn đi quân và cương cùng đi một hướng chỉ mang về một khẩu trung liên đầu bạc với số đạn rất ít, họ không tìm được quả lựu đạn nào. Đại đội trưởng khỏe tỏ ra xuất sắc về mặt này, anh vác về ca một hòm lựu đạn mỏ vịt. Họ không kiếm được vũ khí nhưng dắt về hai chiến sĩ. Hai người này vốn giữ bazooka, súng họ đã hỏng rồi cả hai đều nói là không biết đánh bộc phá. Trung đoàn trưởng gọi cương bảo, đồng chí huấn luyện ngay cho anh em, chỉ cần mấy động tác chính thôi Còn đâu luyện tập tốt hơn là ở ngay trận địa Tôi mọi ngày có tập tiểu liên bao giờ đâu thế Mà hôm nay đi với các đồng chí tập một hai lần Bắn cũng được đấy chứ Vẫn cái giọng nói rẻ giả ấy Những câu nói thường thường đứt quãng đó Lén chặt vào nhau Như những tảng đá hộc ở một cái đập nước Đại đội trưởng khỏe vét được trong mảnh ni lông Một ít vụn thuốc lào to hơn hột đỗ Anh xé một mảnh giấy bọc thuốc lá cuộn lại thành hình sâu kén. Mấy người đều nhường nhau hút trước. Cuối cùng, trung đoàn trưởng nghiện nặng nhất hút lần đầu, khỏe sái hai và quân sái ba. Thọ không hút thuốc lào. Anh mới nhặt đâu được một chiếc dao bào. Anh ngồi trên chiếc hòm đạn, một tay căng ra mặt, một tay cạo dâu. Chắc anh muốn đề phòng gặp phải một người thương binh thứ hai. Nhìn dâu anh nhất định bảo anh là lính ma dốc điếu thuốc lào mang lại cho những người nghiện một sự hưng phấn khác thường. Mặt trung đoàn trưởng bỗng đỏ hồng lên, mắt đờ ra một lúc. Anh trở lại với vẻ hồn hậu mọi ngày, không còn dấu vết những nét sắc sảo trong những giờ gay gắt vừa qua. Anh mù mỉm cười nói, giá bây giờ có một nhà văn nghệ ở đây mà tả cảnh này nhỉ. Tại sở chỉ huy của trung đoàn, đồng chí chính ủy đứng ngồi không yên. Đã 6 giờ đồng hồ liền mất hẳn liên lạc với trung đoàn trưởng trên đồn. Chốc chốc chuông điện thoại lại reo. Bộ tư lệnh đại đoàn và bộ chỉ huy mặt trận luôn luôn điện hỏi tin tức về trung đoàn trưởng, làm anh càng thêm rối ruột. Trước cửa đột phá, địch đã phủ một lưới lửa rất dày. Mấy đồng chí liên lạc cử đi đều mất hút. Đại đoàn trưởng ra lệnh cho anh phải chấn chỉnh bộ đội để tiếp tục chiến đấu. Và chính anh phải trực tiếp phụ trách vấn đề tiếp tế lương thực đạn dược cho bộ đội ngày hôm qua đã huy động những lực lượng vệ binh vận tải đi chiến đấu hôm nay tiếp tục huy động đến các chiến sĩ cấp dương và nhân viên công tác ở văn phòng một đội quân mang theo cơm nước bộc phá và đạn dược đã túc trực sẵn sàng chỉ đợi trời tối là vượt qua hàng rào lửa lên đồn chính ủy đang đứng trước cửa hầm bỗng thấy tiểu đoàn trưởng quỳ đầu không đội mũ ống quần rách toạc hớt hải chạy về anh hỏi đồng chí về làm gì tình hình trên đồn thế nào địch phản kích đánh bật cả ta ra rồi trên đồn không còn ai cửa đột phá cháy hết chúng đuổi theo tôi khéo mà ập đến đây bây giờ trung đoàn trưởng hiện nay ở đâu đôi mắt anh ta nhìn xuống đất câu trả lời ngập ngừng tôi cũng không rõ nó đánh thốc ra bộ đội còn lèo tèo vài người rút tán loạn cả chẳng còn nhận ra ai chính ủy hỏi gặng có đúng là hiện nay cửa đột phá không còn ai không tôi đã nói với anh ta không còn ai tôi là người chạy ra sau cùng một tiểu đội do một cán bộ trung đội chỉ huy cách đây nửa giờ được lệnh lên đồn tiếp viện cũng mang vũ khí quay về mặt mày ngơ ngác tham mưu trường hỏi họ tại sao các đồng chí quay lại người trung đội trưởng trẻ măng chỉ tiểu đoàn trưởng quỳ đồng chí quỳ bảo chúng tôi quay lại cửa đột phá không còn ai, có một tiểu đội lên đồn hy sinh vô ích. Tham Mưu trưởng quay lại nhìn tiểu đoàn trưởng Quỷ, Quỷ nói: "Tôi bảo họ như thế đấy. Cửa đột phá cháy hết, trong đồn không còn ai. Họ có một tiểu đội thì lên làm gì?" Trước khi sông lên đồn địch, hắn không hề nghĩ trong trận đánh này mình sẽ rút chạy. Hắn đã chiến đấu nhiều lần, hắn vẫn cho là mình đã nắm được cái bí quyết của những cuộc chiến đấu phải có gan trong vài giờ phải nghiến răng lại mà chịu đựng những đòn roi của kẻ thù rồi mọi khó khăn sẽ qua đi mọi điều tốt đẹp sẽ đến lần này trong những giờ đầu hắn đã làm được như thế hắn rất tỉnh táo chỉ huy bộ đội đơn vị hắn tiến khá nhanh các cán bộ dưới và chiến sĩ vẫn nhìn thấy mặt người chỉ huy của mình ở chỗ khó khăn như mọi lần nhưng rồi cuộc chiến đấu đã kéo quá dài hắn nghiến răng mãi nguy hiểm vẫn không qua đi mà lại đến mỗi lúc một nhiều. Nhưng sợi dây thần kinh của hắn trùng dần, hắn cố tự bảo mình, gắng nữa lên. Nếu cứ sợ hãi thế này thì mình sẽ thành một người khác mất. Lúc ấy, bất thần kẻ địch từ phía cạnh sườn xông lại. Hắn hoảng lên, bỏ ụ súng, quay đầy chạy về phía sau. Ngay lúc đó, hắn vẫn tự hỏi mình, sao lại chạy thế này? Phải dừng lại thôi. Hắn nhìn dọc chiến hào tìm một ụ súng chắc chắn một trận địa để đối phó với địch. Nhưng hắn thấy chỗ nào cũng đổ vỡ cả, chỗ nào cũng không chắc chắn cả. Thế là hắn cứ tiếp tục chạy, một vài chiến sĩ ùa theo hắn. Đến lúc đó thì hắn lao đầu vượt cả lên trên người chạy trước để mong thoát khỏi chốn này. Và bây giờ, hắn đã trở thành một con người khác rồi. Tư tưởng quấn loạn đã làm cho hắn tin rằng người thoát thân độc nhất là hắn. Tất cả bộ đội đều dồn dã bị toán quân địch đuổi theo hắn tiêu diệt hết tham mưu trưởng một mặt ra lệnh cho các bộ phận trợ chiến của mình một mặt đề nghị với pháo binh sẵn sàng khi có yêu cầu sẽ bắn thật mạnh vào cửa đột phá ngăn cản không cho địch tiến ra ngoài bảo vệ thương binh còn nằm chung quanh đồn chính ủy gọi tham mưu trưởng vào hầm đồng chí thấy báo cáo của đồng chí quỳ thế nào với tham mưu trưởng câu hỏi có vẻ đột ngột làm anh im lặng người cán bộ chỉ huy này xưa nay chiến đấu cũng khá anh ta có đôi chút kiêu kỳ về trình độ học thức của mình nhưng cái đó không sao chả nhẽ anh ta lại báo cáo láo cán bộ chính trị họ hay cảnh giác thật chính ủy lại nói tôi thấy thái độ đồng chí đó không bình thường cần phải kiểm tra lại báo cáo của cậu ta sau khi hội ý với chính ủy tham mưu trưởng cùng một tổ quân báo đi lên đồi cháy anh nép mình sau những thân cây đổ nhìn sang đồn địch cửa đột phá vắng ngắt có lẽ không còn quân ta trên đồi thật nhưng đôi lúc anh lại nhìn thấy từ trong chiếc lô cất gạch nhô ra một bóng người đầu không đội mũ kẻ địch trong chiến đấu thường bao giờ cũng đội mũ nhưng điều đó có đủ để anh tin là quân ta vẫn có cửa đột phá không các khẩu pháo đều đã ngậm đạn chỉ đợi một hiệu lệnh của anh là nhả vào nơi trung đoàn trưởng đang ngồi trời đã ngả về chiều trang chốc chốc lại nhìn đồng hồ tiếng máy chạy ì ạch như tiếng bánh xe của một chiếc xe bò trở nặng leo dốc địch mới điều thêm một chiếc xe tăng lên đồn châu ún bắn vào cạnh sườn trận địa ta những tiếng nổ rất căng vết thương trên trán lúc này làm đầu óc trang ngây ngất anh ngả lưng nằm nghỉ trên một cái dầm đổ tiếng thương binh bên ngoài vẳng tới cửa quậy mãi đè lên người ta rồi cố chịu một tí các đồng chí ơi các hầm đều chật căng thương binh quân và khỏe phải ngồi ngoài hào trống mỗi lần nghe tiếng tiểu bên hay lựu đạn địch nổ hai người lại nhoài mình nằm bỏ lên ụ súng đầu mỗi người quay về một phía địch có thể đi chân họ chạm vào nhau để khi cần thì làm ám hiệu cách đó một quãng cương hướng dẫn cho hai chiến sĩ đánh bộc phá quân đang ngồi thì một bóng đen từ trên miệng hào nhảy xuống suýt trúng đầu anh tưởng địch quân vội né sang bên súng ngắn nhưng anh nhận ra là một chiến sĩ của ta đơn vị nào đây tôi là điện thanh đi tìm trung đoàn trưởng trang đây đồng chí có biết trung đoàn trưởng ở đâu không quân ôm chầm lấy người chiến sĩ kéo vội lại hầm trung đoàn trưởng trang nằm trong nghe tiếng điện thanh đã ngồi nhổm dậy anh hỏi người chiến sĩ đeo hòm máy vừa bước vào máy làm được không báo cáo anh được ạ à. căng ngay dây trời lên Lúc này mới thấy giọng nói trung đoàn trưởng vội vàng. Người chiến sĩ điện thành ném chiếc dây lên nóc hầm. Máy vừa chạy anh nghe tiếng của trung đội trưởng thông tin, cậu chưa có lẽ hy sinh mất rồi. Anh vội nói, Chưa đây, chứ đây. Anh sợ không nói ngay cho đàn kia biết. Theo nguyên tắc bí mật, khi một người trong mảng lưới mất tích tất cả các đài sẽ chuyển sang làn sóng khác. Một câu hỏi rẻ rặt, ai là trưởng của Bình? Ai là trưởng của chứ? Chưa biết tiếng nói của anh bị nghi ngờ Ở nhà đang thử xem có phải dùng anh Hay là kẻ địch lẻn vào luồng sóng đánh lừa ta Chưa trả lời ngay N là trường của Bình Quy là trường của chứ Tiếng nói đằng kia trở nên mừng rỡ Đi đâu mà bây giờ mới bắt liên lạc Tưởng cậu lãi rồi Đi tìm em Trang Đã gặp em Trang đây rồi Cùng một lúc hàng chục đại ở các nơi nhao nhao tiếu tít bắt liên lạc anh có cảm tưởng như mình là người đi biệt tâm tích hàng chục năm nay giờ bỗng gặp lại gia đình chưa lúc nào anh thấy sung sướng và cảm động bằng lúc này anh luống cuống không biết trả lời nơi nào trước anh chiến sĩ điện thanh bắt đầu chuyển đi báo cáo của trung đoàn trưởng nét mặt trang trở nên đâm chiêu cuối bản báo cáo anh bảo người chiến sĩ nói thêm khi lên nhớ mang thêm cả nước đường và thuốc lá hoa lư nhé Trung đoàn trưởng vừa nói vừa nhếch mép cười. Một lát sau, từng loạt tiếng nổ đầu nòng từ phía núi có trọng pháo ta đặt vọng lại. Đạn ầm ầm chút xuống giữa đỉnh đồi. Trong khi trọng pháo ta đổ đạn xuống đầu địch, đồng chí chính ủy trung đoàn người nhỏ bé, vác bộc phá trên vai, cùng một đoàn tiếp tế và tải thương vượt qua cửa đột phá đã chọc lốc không còn một chiếc cọc, một sợi dây thép gai, đất nát vụn như cát, mặt trời tím bầm đang ngụp dần xuống biển núi phía tây. Núi như những người khổng lồ phơi bụng giữa trời, chen trúc, trồng gối lên nhau. Phần 11, tiểu đoàn phó quân và đại đội trưởng khỏe đã đi cả đêm trong rừng. Chiều nay, theo lệnh của trung đoàn, họ để trận địa lại cho một trung đội phòng ngự dưới quyền chỉ huy của cương và rút xuống chân đồi cháy cùng cố lực lượng. Chính trị viên Tuấn đưa quân một bát sắt chè đỗ xanh Quân vừa hút xong thì có điện của trung đoàn trưởng Bảo Anh và đại đội trưởng khỏe phải lên ngay bộ chỉ huy mặt trận. Cả hai người đều thắc mắc, đi bây giờ để bộ đội ở nhà cho ai, tiếp tục chiến đấu thế nào. Cán bộ chỉ huy còn mấy người đâu, nhưng đã có lệnh trên, họ vẫn phải đi. Con đường mới đánh nằm dưới vòm che nước kín bưng. Trước ngày nổ súng, đơn vị của họ đã tham gia công việc gian khổ mở tuyến đường này đó là đường để xe cơ giới vận chuyển pháo thay cho đường kéo pháo hồi đầu chiến dịch nhiều lúc họ chỉ nhận ra mặt đường qua những mảnh tre nửa mục có chất lân tinh rơi đầy lối đi qua mấy ngày đêm gào hét những trận địa pháo đêm nay đều im lìm trên những đỉnh núi xa thỉnh thoảng lại lóe lên một chớp lửa đó là những trận địa pháo giả các chiến sĩ ta giật bộc phá để làm mồi cho đại bác địch câu tới Họ sốt ruột không hiểu giờ này bộ đội ở nhà đang làm gì. Đánh đấm mấy ngày đêm vất vả, thương vong nhiều mà chẳng nên trò trống. Họ biết trên sử dụng đơn vị mình rất thận trọng. Bộ chỉ huy mặt trận hình như có ý định dành cho họ nhiệm vụ thọc sâu vào sở chỉ huy của Đờ Cát trong đợt tổng công kích sau này. Họ nắm trong tay một lực lượng quý báu như vậy mà giờ tan nát cả. Nỗi băn khoăn từ lúc nhận lệnh vẫn dây dứt hai người trên dọc đường. Khỏe này, quân nói, không biết các ông ấy gọi bọn mình lên làm gì, tại sao đang trận đánh lại bắt chúng mình để bộ đội lại trận địa mà đi. Hay là trên gọi lên để chỉ đạo cách đánh, khỏe đáp. Nếu vậy thì đã có trung đoàn trưởng đó, cần gì phải gọi đến bọn chúng mình. Tình hình này, bỏ trận địa một đêm, địch nó tranh thủ củng cố, mai về lại gây gò thêm. Mình nghĩ, nếu muốn chỉ đạo, sao trên không cho phái viên xuống như mọi lần hay là gọi lên để thi hành kỷ luật. Có khi là chuyện đó cũng chưa biết chừng, Quân nghĩ vậy và im lặng. Anh Quân này khỏe lại nói, kinh nghiệm những trận trước đánh thắng thì khi kiểm điểm chỉ toàn thấy ưu điểm, khuyết điểm nó cứ lần đi đâu, nhưng mà thua thì sao khuyết điểm ở đâu nó ra lắm thế. Tôi với anh chuyến này tội to. Trận này khuyết điểm rành rành còn gì? học tập kiểm điểm thế rồi mà đánh nhau gặp khó khăn bỏ anh em chạy lấy sống mình cậu bảo không phải khuyết điểm thì sao tôi không ngờ ông quỳ lại đâm đốn quân buông một câu chửi mẹ thằng ấy chuyến này phải đem mà bắn tớ sẽ vạch mặt nó cho mà xem chỉ chết vì chuyện vợ con thôi cậu biết cái cô gì đây đấy hay hát bài em hãy đợi anh về ở quân y đại đoàn ấy mà hẹn nó hết chiến dịch này về thì cho cưới khỏe trầm ngâm một lúc rồi nói nhưng tôi thấy cả mặt trận chỉ có ông ấy là bỏ chạy thôi còn bao nhiêu anh em khác đều chiến đấu tốt bàn đi bàn lại nghĩ mãi thêm nhức đầu họ vẫn chưa đoán được vì sao bộ gọi họ lên hai người này đều vốn không quen để đầu óc bật bịu lâu với những băn khoăn lo lắng quân nói cứ chờ lát nữa thì rõ bọn mình cũng chẳng phải là hoang mang dao động gì có khuyết điểm thì nhận cán bộ mới đề bạt trình độ chỉ huy mới chỉ được đến vậy thôi trời tang tảng sáng chung quanh màn sương vẫn dày đặc đến một con suối họ dừng lại vốc nước rửa mặt đã bao lâu mới gặp một dòng suối trong thế này cứ muốn vốc mãi nước mắt rười rượi vỗ lên mặt nước suối làm cho đầu óc tỉnh táo mắt sáng ra không thèm ngủ nữa nhưng đồng thời cũng làm cho họ thấy trong ruột cồn cào khỏe nhìn quanh rồi nói đây có nhiều rau tàu bay ta luộc một ít ăn cho mát ruột đi. Quân hỏi lại, luộc bằng cái gì? Khỏe chỉ một chiếc vỏ hộp cát cút rèm dẹp, dẹp cháy xém nằm trên đống cho bên bờ suối. Chắc của anh chị em dân công đun nước uống xong bỏ lại. Họ lúi húi, người ngắt rau rửa rau, người bắt bếp nhóm lửa. Rau chín, hai người bẻ cành tre làm đũa, ngốn cả rau lẫn nước một cách ngon lành. Vị rau tàu bay không mắm, không muối làn lạc hăng hắc nhưng chưa bao giờ họ ăn một bữa rau ngon bổ như thế nó ngấm vào cơ thể như một thứ thuốc tiên lùa sức nóng vào từng đường gân thớ thịt khỏe cười cái sẹo bên mép làm miệng anh méo đi trông đến hay thế mà anh em cứ chê là ăn rau tàu bay mất máu mất máu vì tại mũi anofen rau tàu bay ăn tốt báo vui sống giải thích rồi ăn xong hai người lại tiếp tục đi tan xương họ đến mặt trận bộ. Quang cảnh ở đây làm họ bỡ ngỡ. Đường đây điện thoại bám nhàng nhịt trên các thân cây như mạng nhện. Lá làm từng dãy, có sàn lát phên nứa. Ở đây không phải nằm hầm như nơi họ. Những cô dân công đi lại tíu tít, gọi nhau ơi ới. Tiếng chuông điện thoại đổ hồi giòn giã xen với tiếng máy chữ rào rào như mưa. và nghe thấy cả tiếng đàn hát. Quân đưa mắt nhìn sâu vào phía trong thấy các đồng chí văn công đang tập sau một dãy nhà nhỏ nhưng sáng sủa nhiều ngăn vách ghép bằng rơm anh bất giác nhìn khỏe rồi lại cúi nhìn mình quần áo của họ rách toạc lung tung vàng ệch đất và nhiều chỗ máu đọng cứng họ thấy mình hôi bẩn lạc lõng nhưng cảm giác đó thoảng qua rất nhanh những lo lắng đã trở lại choán lấy đầu óc họ một chiến sĩ vệ binh đưa hai người vào gặp đồng chí cục phó cục tác chiến Quân đã gặp đồng chí đó vài lần trong những chiến dịch trước. Đồng chí đó vẫn mặc chiếc áo bốn túi cao cổ cũ kỹ như những lần Quân gặp trước, nhưng lúc này Quân thấy anh trang trọng quá. Đồng chí cục phó đang ăn cơm. Quân hơi ngạc nhiên khi thấy anh vội vàng buông bát đũa, nắm lấy tay mình vồn vã. "Quân đấy à. Khỏe đây phải không? Ăn cơm chưa?" Quân đáp thật thà, "Báo cáo anh mấy ngày nay chưa cơm nước gì cả." ngồi đây nhé cục phó vội vã chạy đi hai người ngồi nhìn nhau chưa biết chuyện gì đây trên bàn bữa cơm của đồng chí đó chỉ có hai món món canh rau tổ bay đựng trong chiếc ca nhôm chiến lợi phẩm và một chút mắm kem ở đây ăn khổ thế này cơ à ngoài ấy thỉnh thoảng anh em còn được đôi miếng thịt lạc quân sở lên đầu chân tóc lùng cùng nhũng đất anh rũ tóc bụi đất rơi mù khỏe đăm chiêu nhìn ra con suối ven rừng anh đang thèm được ngâm mình xuống dòng nước trong lành đó một lúc. Họ thấy người mình đang thiêu chảy ra như miếng đường phiên gặp gió nồm. Chừng 10 phút sau, đồng chí cục phó trang trọng ấy đi về chậm chậm, bưng trên tay một chiếc khay gỗ trong có hai cốc sữa và hai chiếc bánh mì. Cục phó đặt chiếc khay trước mặt hai người. Các cậu ăn tạm đi cho đỡ đói. Họ ngờ ngác. Sao lại thế này? Đồng chí cục phó rụt. Ăn đi cho nóng, Đúng là đồng chí đó mời họ rồi Hãy cứ biết ăn cái đã Dòng sữa ấm nóng vào đến đâu biết đến đấy Quân đang cúi đầu ăn Đưa mắt nhìn khỏe Gặp khỏe cũng liếc mắt nhìn mình Họ đọc được trên mật nhau ý nghĩ Ăn như thế này nhưng không biết lát nữa ra sao Quân hỏi dò đồng chí cục phó Anh chàng có lên đây không anh Đồng chí đó vui vẻ đáp lại Lên rồi Đang chuẩn bị họp Họp à thôi đúng rồi chốc nữa thì biết nhau đây một đồng chí đeo kính trắng vẻ mặt sáng sủa thông minh chắc cũng là một cán bộ cao ở ngoài bước vào nói mời hai đồng chí theo đồng chí này đi rửa mặt và chân tay rồi về ngủ ngay cho đỡ mệt chưa dậy tắm nước nóng chiều nay các đồng chí sẽ lên trên ấy họp trên ấy là đâu hai người muốn hỏi nhưng đều không dám một chiến sĩ cổ khoác miếng dù trắng thái độ nhanh nhở dẫn họ đi. Chờ hai người rửa mặt và chân tay xong, người chiến sĩ đưa họ về một căn lán nhỏ yên tĩnh. Trên hai chiếc giường tre lót rơm rất êm, dải bạc trắng tinh, để sẵn hai chiếc chăn chấn thủ. Họ thấy quần áo mình bẩn thỉu quá. Ngả mình trên chiếc giường êm như một tấm nệm bông rồi, hai người lại nhìn nhau. Quân sờ túi lấy điếu thuốc lá ba nãy cục phó mời, anh vẫn bỏ túi chưa hút. Quân ngắt làm đôi đưa khỏe một nửa, Họ nhìn khói tỏa và tan đi, cảm thấy đang hưởng cuộc sống khoái lạc này một cách rất bấp bênh. Nhưng cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, giấc ngủ đã cuốn ngay họ đi. Quân đang ngủ say thì có người lay mạnh, mở mắt nắng vàng dã chiếu trách hẳn vào giường nằm. Bên kia, khỏe cũng vừa dậy, miệng đang ngáp ngủ. Người đánh thức họ nói, các đồng chí ngủ bỏ cả cơm sáng, tôi vào gọi mãi không được định để lúc nào các đồng chí thức giấc thì mời các đồng chí ăn cơm bây giờ muộn quá rồi phải lay like các đồng chí dậy mời các đồng chí theo tôi đi tắm nước nóng để còn lên ăn cơm với anh ngọc hồng quân sợ mình nghe lầm hỏi lạ đồng chí bảo tắm xong rồi đi đâu người chiến sĩ nói lại rành giọt đại tướng mời các đồng chí lên trên đó ăn cơm người chiến sĩ đưa mỗi người một bánh xà phòng thơm một chiếc khăn bông trắng và một bộ phần áo đã cũ nhưng lành lặn sạch sẽ. Tắm gội xong, chút được lớp cao bụi đất, người nhẹ lâng lâng. Họ nhìn nhau thế khác hẳn đi. Quân lúc này đã yên tâm đôi chút, nhìn, khỏe cười, hai mắt tít đi, nhấp nhánh một cách láo lỉnh ít khi thấy ở anh. Anh nói, trên chính sách đấy, chẳng ra gì anh em chúng ta cũng là người ở mặt trận về. Quân, khỏe và hai đồng chí ở đơn vị phía Tây sang phối hợp tới sau, được dẫn qua một khu rừng già dạ bằng phẳng đến một cái dốc có đánh bậc rất đẹp. Lên khỏi dốc, quân thấy hiện ra trước mắt, dưới những vòm cây rừng cao vút lá xòe tán rộng, một ngôi nhà nhỏ mái và vách đều bằng danh. Quân hồi hộp bước vào. Đại tướng Tổng Tư lệnh đang ngồi nói chuyện với đồng chí chủ nhiệm chính trị. Quân đứng nghiêm giơ tay báo cáo. Tôi Nguyễn Hồng Quân, tiểu đoàn phó, lên cùng ba đồng chí theo lệnh của đại tướng. Tiếng nói của anh rắn giỏi nhưng không giấu được sự cảm động. Trái với dự đoán của anh, sẽ gặp đại tướng với đôi mắt nghiêm khắc. Đại tướng bỏ dở cuộc nói chuyện cùng đồng chí chủ nhiệm chính trị ra tận cửa bắt tay từng người. Với thái độ vui tươi mừng rỡ, đồng chí hỏi mọi người bằng giọng nói miền trung sang sảng mà thân mật. Các đồng chí đỡ mệt chưa? Anh em ở ngoài mặt trận sức khỏe thế nào? mời các đồng chí vào. Trên chiếc bàn tre giải khản vải trắng, la liệt các món ăn, làm họ gần như hoa mắt. Trung quanh nhà, những chiếc chăn chấn thủ chắc mới được căng tạm lên. Quân nhìn qua khe hở, thoáng thấy những tấm bản đồ. Anh đoán đây là nơi làm việc, hội họp. Đại tướng chia tay bảo họ ngồi xuống ghế. Đồng chí cần vụ mang lên một chiếc đèn măng sông. Ánh sáng xanh tỏa ra rực rỡ, họ nhìn nhau thấy như vừa được xoa lên mặt một lớp phấn ai cũng đẹp ra họ cảm thấy đang ngồi ở một chỗ nào xa mặt trận lắm vẫn với nét mặt vui tươi hồn hậu cái giọng đầm ấm đại tướng nói với mọi người các đồng chí mới ở mặt trận về chúng tôi thay mặt đảng ủy và bộ chỉ huy mặt trận mời các đồng chí lên đây ăn cơm thân mật để mừng các đồng chí đã anh dũng chiến đấu và hỏi thăm các đồng chí một số tình hình từ nãy đến giờ cả mấy người đều lúng túng chưa biết nói gì đại tướng bảo bây giờ từng người các đồng chí tự giới thiệu đi khi mọi người tự giới thiệu xong đại tướng chỉ các món ăn trên bàn nói tình hình tiếp tế ở mặt trận rất khó khăn chúng tôi ở cơ quan đang thực hiện ăn theo khẩu phần hạn chế hôm nay linh đình thế này là vì có các chiến sĩ ở ngoài mặt trận về những thứ này một phần là do nhân dân cung cấp còn một phần là các đồng chí đã chiến đấu đem về đây măng khô này là của đồng bào hậu địch gửi tặng các chiến sĩ nhân ngày tết nguyên đán món cá bể này là của địch thả dù xuống cho tướng Đờ Cát -tô Ri đại tướng rót rượu cho mọi người mời các đồng chí uống rượu đi tiểu đoàn phó quân từ sáng đến giờ chỉ toàn gặp những cái mà anh không dám mong ước chờ đợi phút lo lắng hồi hộp đã qua anh ăn uống thật thà thỏa thích thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn đại tướng. Cứ tưởng đồng chí ấy ở mái đâu, không ngờ lại ở đây ngay trong tâm đại bác địch. Đại tướng trông như một nhà chính trị hơn là một nhà chỉ huy quân sự. Mái tóc đen mềm mại, vừng trán cao và rộng, đuôi mắt dài, miệng cười tươi, nước da trắng, tiếng nói dịu dàng. Anh nhớ lại như đã nghe ai nói đại tướng trước kia đi dạy học. Chắc là đúng, đảng tài thật không biết làm thế nào mà lại đào tạo được một ông giáo trở thành một ông tướng tài chỉ huy cả quân đội làm cho đế quốc phải kinh sợ trong lúc mọi người ăn đại tướng hỏi với một thái độ vui vẻ các đồng chí trường sơn cho biết làm thế nào chuẩn bị hai tháng rồi mà đánh không được khoẻ nói rụt rè báo cáo đồng chí kế hoạch là do ban chỉ huy trung đoàn chúng tôi được giao nhiệm vụ gì thì cố gắng đem hết sức mình làm đại tướng không hỏi gắng thêm quay sang phía khác ba vì mất bao nhiêu còn bao nhiêu anh em hiện nay thế nào vì sao chuyến này lại không hoàn thành nhiệm vụ sau khi anh em trả lời tiểu đoàn phó quân đứng dậy định nói đại tướng giơ tay ra hiệu cho anh cứ ngồi quân nói với thái độ mạnh dạn tôi thấy trận này không thành công là do chỉ huy của cán bộ khuyết điểm chỉ huy của cán bộ như thế nào đôi mắt tinh nhanh của đồng chí toát ra sự chăm chú Quân đã tưởng hôm nay tới đây để nhận những lời phê bình, khiển trách nghiêm khắc của cấp trên vì đơn vị đã không hoàn thành nhiệm vụ, ngờ đâu chính lúc này đồng chí đại tướng lại đang chăm chú lắng nghe ý kiến của mình về trận đánh, anh rất phấn khởi đáp: "Cán bộ thiếu kế hoạch cụ thể, không nắm được hỏa lực khi đánh một số còn thiếu quyết tâm, anh kể lại trường hợp tiểu đoàn trưởng Quỷ." Mặt đại tướng thoáng có vẻ không vui, chợt nhận thấy mọi người cùng ngồi yên cả Đồng chí nói Các đồng chí ăn đi chứ Rồi đồng chí lại trở về với giọng nói Và nét mặt vui vẻ a một có giống như quả đôi này không Quân đáp Cao cũng như quả đôi này Nhưng rộng và phẳng hơn Ý kiến các đồng chí giờ nên đánh thế nào Quân sôi nổi Báo cáo anh Dùng một số tinh binh thật quyết tâm Trang bị nhiều bazoka và bộc phá Bí mật vào diệt lô cốt Cố thủ và Đại tướng rất chăm chú nghe Thấy quân ngập ngừng Đồng chí khuyến khích Đồng chí cứ nói đi Và phải chặn viện Lần vừa rồi ta không có kế hoạch chặn viện Nên diệt hết toán này thì nó lại lên toán khác Đánh chán tay mà không hết Như vậy thành ra chỉ định đánh nhau với bọn địch ở A1 Mà ta phải đánh nhau với toàn bộ quân địch ở Mường Thanh Đại tướng ngẫm nghĩ rồi hỏi lại bây giờ lại giao nhiệm vụ cho các đồng chí tiếp tục các đồng chí có làm được không mắt mọi người đều sáng lên họ đồng thanh đáp được đại tướng không hỏi chuyện chiến đấu nữa chuyển sang hỏi han chuyện gia đình của mọi người và nói những chuyện vui tiệc mặn đã xong chuyển sang ăn tráng miệng toàn kẹo mứt bánh và thuốc lá chiến lợi phẩm những thứ họ đã được làm quen ít nhiều trong những ngày qua trên đồn địch về cách đánh thế nào đảng ủy mặt trận sẽ nghiên cứu sau các đồng chí về bây giờ tiếp tục chỉnh đốn bộ đội ngay để bắt tay vào nhiệm vụ mới cần nhất là phải kiểm điểm cho ra nguyên nhân thành công thất bại của trận đánh vừa rồi chúng ta là một quân đội cách mạng trẻ tuổi trường học của chúng ta là ở ngay trong chiến đấu các đồng chí cho tôi gửi lời thăm và chúc sức khỏe những anh em còn lại chúc anh em thương binh mau lành để trở lại tiếp tục chiến đấu đồng chí chủ nhiệm chính trị người cao to, vẻ mặt đôn hậu, từ đầu bữa ăn đến giờ lúc nào cũng chăm chú theo dõi câu chuyện của từng cán bộ, thỉnh thoảng lại cười phá lên khi có một câu nói vui, xòe hai bàn tay trước mặt các cán bộ như ra hiệu quan hãy đứng dậy rồi nói. Theo lệnh của đại tướng thì ngày mai các đồng chí chưa về được, chúng tôi, mà không phải chỉ có cơ quan chính trị thôi đâu, tất cả các cơ quan của bộ ở đây sẽ bắt cóc các đồng chí trong ít ngày. Mỗi giờ phút các đồng chí ở chiến trường quý lắm. Chúng tôi cần gặp các đồng chí để hỏi, để học tập. Từ ngày đi chiến dịch đến giờ, các cơ quan tham mưu, chính trị đã gửi cho các đồng chí bao nhiêu tài liệu rồi. Bây giờ đến lượt chúng tôi đòi nợ các đồng chí, rồi lại gửi lại cho các đồng chí. Nhân dân ta thường nói là có đi có lại mới tọa lòng nhau phải không nào? Không đợi câu trả lời của mọi người, chủ nhiệm chính trị cười giòn giã, đại tướng cũng nói đúng đấy các đồng chí sẽ ở lại đây ít ngày để nói chuyện với các cơ quan không phải lo lắng gì về việc nhà mọi việc đều đã sắp xếp đâu vào đó rồi trước khi họ ra về đại tướng ôm hôn từng người còn bao thuốc lá hút dở để trên bàn quân cầm bỏ vào túi anh muốn anh em ở đơn vị cung sẽ được chia phần vui với anh và các đồng chí ngày hôm nay Buổi đọc hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Quý vị hãy đăng ký và like video để chúng tôi có thêm động lực để đưa ra những clip hay hơn.